Vâng, xin kính chào anh Trịnh Quang Hưng ở Hà Nội và xin kính chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay em sẽ test một cái mạch tăng áp 12V lên 40V đôi và 15V đôi dành cho anh Hưng. Thì hiện tại bên em đang cung cấp với giá là 780.000 một bộ sản phẩm như thế này. Thì nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này, các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video. Hoặc các bạn có thể truy cập vào Sendor, Shopee, Lazada, các bạn đang làm ở trên đấy nhé. Các bạn cứ ấn tìm kiếm từ khóa linh kiện 789, nó sẽ ra shop của bên em. Và ở đây em có kết nối giữa bình 12V, nó sẽ cho ra 42,6V một bên. Và tổng hai bên nó sẽ là 85,3. Và cái nguồn phụ của nó cho ra 15V đôi. Em sẽ đo luôn nguồn phụ nhé. 15V đôi. Ok. Và sau khi test thì em sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm này để gửi hàng cho anh nhé. Đây là cái dấu ký hiệu của anh nhé. Ok. Và rất cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những sản phẩm tiếp theo.